Chương trình đặc biệt đón mùa xuân mới năm Tân Sửu của Sài Gòn TV xin được trở lại và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện năm Sửu nói chuyện Châu với An Miên, người phụ trách một tách trà rất là quen thuộc của chúng ta, và bác sĩ Ngô Bá Định, người cũng thường xuyên tham gia chương trình Câu chuyện Y khoa với Hương Thơ, và Hương Thơ đây để chúng ta cùng nhau nói chuyện về con trâu. Và hy vọng năm nay sẽ là một năm tốt, vì nghĩ đến con trâu, hình ảnh con trâu rất là hiền lành, rất là kiên cường, mạnh khỏe và gọi là bền bỉ. Thì tiếp tục cái câu chuyện tử vi thì Hương Thơ thấy tử vi bao giờ cũng là một cái đề tài rất là hấp dẫn cho cá nhân Hương Thơ và tất cả mọi người, nếu quý vị đồng ý với Hương Thơ. Thì An Miên là một người, thưa quý vị, nhắc lại cho quý vị biết tại sao mà chúng tôi hay gọi là đi gút mọc vào những cái sự hiểu biết của cô, hay đặt những câu hỏi với An Miên, vì bác sĩ Định biết là gia đình của An Miên, mấy ông cụ ngoại, mấy ông bà ngày xưa là rất là uyên bác về vấn đề tử vi, đã nghiên cứu nhiều nên An Miên đã được một phần nào được hấp thu một những kiến thức đó. Thì năm Sửu năm nay nói về màu sắc thì sao An Miên? Vâng, thì cái này đó là ngày xưa các cụ của An Miên là coi là chỉ biết tử vi của bên Á Châu, nhưng mà sau này An Miên mới đọc thêm những cái chiêm tinh gia của ngoại quốc thì mới thấy là giữa Á và Âu nó có một sự hài hòa vô cùng kỳ diệu. Năm nay thì vô tình thôi là những cái nhà gọi là về kỹ nghệ đó, công kỹ nghệ, và đồng thời là những người mà làm ra những cái fashion đó, thì họ có một học viện nó gọi là Penton ở New York. Thì cái học viện này nó bỏ cả một năm trời, họ đưa rất là nhiều người đi khắp nơi trên thế giới để phỏng vấn, để tìm ra là chọn màu gì cho năm. Và theo đó là tất cả những cái lĩnh vực về thời trang, trang trí nhà cửa, các màu sơn rồi vải vóc, tất cả son phấn là ra đời từ cái học viện này. Thì từ cái màu sắc mà học viện này chọn, thì năm nay đó học viện này chọn, đầu tiên là họ chọn cái màu đỏ. Mà cái màu đỏ này á, là cái này là xin lỗi là phải dùng cái màu đỏ mà period, màu đỏ theo cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Thì người ta mới giải thích như thế nào, thì cái bà viện trưởng bà mới giải thích như thế này. Đó là sự tự nhiên của con người, và đồng thời nói lên là phái nữ sẽ có tiếng nói trên thế giới. Thì chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng cái mà học viện đưa ra màu sắc là đưa ra từ hồi tháng 11. Tại vì An Miên làm trong lĩnh vực đó, An Miên đã nắm được cái đó, là cái gọi là peer rất khó. Lúc đó là An Miên biết ai thắng rồi. Không biết, không nghĩ tới. Thì bà chỉ nói là cái sức mạnh của người phụ nữ. Dạ vâng. Và cái sự coi như là cái sự, vì khi mà người phụ nữ mà hàng tháng á, thì tánh tình có phải thay đổi, có nhiều người khó chịu, bức rứt vì nó theo chu kỳ. Thì qua cái đó là ta thấy rằng cái cục diện thay đổi trong gia đình và trong xã hội mà có ảnh hưởng mạnh đến người phụ nữ. Rồi cái thứ hai, học viện đưa ra màu vàng thì vô tình nó lại giống như năm nay là năm Châu Tân Sửu là Bích Thượng Thổ. Đó là thổ, thổ thì hợp với màu gì? Nâu và vàng. Nhưng học viện Penton chọn ra màu vàng. Vì sao? Màu vàng là màu rực rỡ, hy vọng, và màu của thành công và hạnh phúc, chứ không phải màu của phản bội. Và đó là những cái màu sắc của năm nay. Và đồng thời, màu vàng hợp với màu gì? Chúng ta đừng nghĩ là màu vàng hợp với màu lá, cái đó là sinh tồn. Màu vàng đi rất đẹp với màu xám. Cho nên năm nay chúng ta nhìn thấy những cái sơn nhà đó là họ nghiêng theo cái tông đó, vàng và xám kết hợp và đi chung với đỏ nữa. Màu xám cũng là màu da của con trâu hả? Đó, đúng. Vâng, đúng vậy. Hay quá hả? Rồi cũng là bùn, tại trâu là thường rất cái bùn, vâng, cái màu đúng, bùn. Vâng. Thì không biết bác sĩ Định nói về màu sắc, hay bác sĩ Định mỗi lần mà mặc đồ có vô Google nói cái màu này hợp với tuổi của mình, hay là cái ngày giờ này cái màu. Đây hôm nay nhìn thấy là bác sĩ Định là màu đỏ rất là đẹp, rồi vàng nâu. Vậy chắc cũng toàn màu rất là hợp đó. Chắc cũng liên lạc với công ty Batin để biết trước hai màu hợp nhất trong năm nay. Cái mạng của mình là kim bạch kim đó chị. Cho nên mình nó hợp với màu vàng, mà mẹ mình với bà xã mình cũng nói là anh hợp với màu vàng. Thổ sinh kim. Vâng, cho nên lại thổ sinh kim thì nói đó. Vâng. Mà chị nhắc tới Châu làm việc nhiều thì mình và người mà thật thà chân chất, khỏe mạnh, nhưng mà đừng có chọc giận đó, thật thà chân chất mà nói thẳng thắn, nhưng mà đừng có chọc thì bà lên con điên rồi chết. Đó là bà xã của tôi. làm gì làm, đừng có chọc bà lên con điên thì coi như là cả nhà là cả năm là tiêu hết. Cho nên tôi cũng rất là cẩn thận. Nói như vậy đó thì anh My lại chú ý thêm cái bác sĩ Định nói là kim bạch kim. Thì anh My mới chú ý tại sao trên áo bác sĩ Định có đeo một cái chữ, cái này là nên là có phải tên của bác sĩ mà Định, viết theo tiếng Anh không, ABCD.
hay là chữ dê. dê có sẵn trong máu rồi. Dê lúc nào cũng chẳng có. Mà cái đó rất là đẹp. Này chữ đê, này chữ đê. Mà nó lại là kim cương rồi lại là kim bạch kim nữa, là vàng nữa, thì bác sĩ định có một cái gì đặc biệt không ạ? Gia đình anh đó thì mình chăm sóc cho cụ, lúc mà cụ bị COVID-19 thì thì mình có hay để FaceTime để cho gia đình liên lạc với cụ mỗi ngày, bác mỗi ngày. Thì mình cũng mình lấy cái dầu mà của Đại Hàn đó, là nó thơm dịu lắm, nó không có hắc. Mà mấy người y tá bên trong đó họ thấy cũng chịu nữa. Thì mình xoa nắn cho bác, thì gia đình cũng biết. Không hiểu tại sao cái ông bác sĩ này ông lại có cái mối chân tình mà đặc biệt thân tha. Mình cũng trả lời thẳng luôn, tại vì ngày xưa mình hay xoa bóp cho mẹ, bà cụ mình mỗi ngày, mình thèm lắm. Mình thèm được xoa bóp cho cụ, mà khi cụ mất rồi thì cứ nhớ hoài. Cho nên kỳ này xoa bóp cho bác á, mình thấy nhớ lại. Mình nói là bác ơi, bác đừng có ngại ngần hết, con làm mày là cho con nữa, cho nên con cảm ơn bác. Thì con của bác cũng bị COVID-19, mà lúc đó gia đình ai cũng bị bệnh hết. Rồi có bác gái thì cũng bệnh, cũng sợ lắm, có nhiều bệnh nền, mà nếu mà có gì mà thì không ai, thì mình đến nhà mình đưa anh nó đi nhà thương. Thì anh bị COVID, và anh vô on coast memorial hết 4-5 ngày thì anh khỏe lại, thì gia đình mới làm cái này để tặng cho mình. Thì mình cứ đeo cái này thì mình nhớ đến, phải ráng cố gắng để mà mình một món làm, quà rất làm, là quý, làm những cái gì mà người y sĩ nên làm, là để mình có một cái tiêu chuẩn đó, để mình không có lơi đi vậy thôi. Nhắc đến đây thì mùa xuân này mình cũng tưởng nhớ đến những gia đình có những cái mất mát. Chúng tôi sẽ rất là đồng cảm với sự mất mát đau khổ của quý vị, và mong rằng mùa xuân này sẽ mang tới những cái hy vọng mới để cho chúng ta tiếp tục sống, tiếp tục gọi là uyển chuyển với những thay đổi quá lớn lao cho toàn cầu mình như thế này. Bây giờ chúng tôi xin được nói về, như là Hưng Thân nói, con trâu, cái hình ảnh của con trâu nó gắn liền với văn hóa Việt Nam, phải không ạ? Là cái biểu tượng của nghề nông trồng lúa của Việt Nam từ thời xưa vua Hùng cho đến nay. Bây giờ mình cũng có nhiều cái câu ca dao tục ngữ rất là hay nói về con trâu, rất là nhiều mà Hưng Thân động được khi mà làm chương trình này. Ca ngợi con trâu, như người ta nói con trâu là đầu cơ nghiệp, giống như nãy anh Minh có nói. Rồi tậu trâu lấy vợ làm nhà, vân vân là vân vân. Nhưng cũng có những cái câu nói về dùng con trâu, biểu tượng con trâu để mỉa mai, nó một cái gọi là sốc ốc một người nào đó. Không biết bác sĩ Định có nhớ một cái câu nào mà không, nói về con trâu. Dạo này mình hay nói về chính trị cho nên mình nhớ câu trâu bò hút nhau và rồi mũi nó chết. Câu này rất hay. Cho nên thôi, mình chỉ hy vọng là đất nước chúng ta không có dân chủ cộng hòa. Hôm nay mình mặc màu đỏ, gia đình mình là cộng hòa 45 năm, từ trên xuống dưới cộng hòa, công giáo gốc, Bắc Kỳ di cư, còn nói gì nữa, dân vận chiêu hồi tị nạn. Thì cho nên mình nhớ cái câu mà trâu bò hút nhau mà rồi mũi chết, thì hy vọng là năm nay là năm trâu, phải không ạ? Nhưng mà mình nói nhanh một lời, hồi xưa lúc mà mình nghĩ tới bà cụ mình đó, anh Miên, chị ta tự nhiên mắt nó chảy ra cây xè, mình nói ủa mình sao mình bị bệnh gì lạ vậy, không biết trên thế giới này chắc. Nhưng mà chỉ có vài tuần sau mình biết đó là chuyện rất là thường, có những người đã mất mẹ. Mình mới vừa thấy đôi mắt của chị Thơ nó cây xè và nó đỏ và nó long lanh, thì mình cũng biết là khi mình nói đến mẹ mình thì chị Thơ cũng nghĩ đến cụ bà. Vâng. Còn một cái câu này mà Hưng Thơ thấy là cũng bác sĩ Định nói về vấn đề chính trị thì cũng lại nhớ một câu khác, mà nhờ anh Minh giải thích cái câu mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mà Hưng Thơ thấy có rất nhiều người dùng đến trong cái mùa vừa qua. Thì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có nhiều người rất là kỵ câu này. Mỗi kỳ mà ai nói tới thì là cũng thấy là lên trên face gọi là phang lại liền, chửi lại liền, tức là hút liền, không cần biết là tuổi con gì, nhưng mà thấy mà ai nói chứ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là hút ngay. Nhưng thật ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mà nếu chúng ta chịu khó học hỏi và đọc kỹ ca dao thì các cụ dạy dỗ chúng ta rất hay. Tức là có những người hợp với nhau,
không hẳn là xấu đâu. Bởi vì ngựa thì nó đi theo bầy, theo đàn ngựa. Rồi trâu thì hay đi theo đàn. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đâu có nóng giận. Đúng rồi. Đúng không? Mà tại sao? Bởi vì tại sao cái tâm của chúng ta hay nghĩ tới những cái điều xấu xa. Bất cứ ai nói cái gì, bây giờ không có phải tiêu cực nữa, mà nói thẳng là nghĩ xấu. Khi ai nói cái gì một cái là nhao nhao lên, húc liền, chọi liền, không cần biết là mình đã làm một hành động vô cùng nghiệp chướng. Thì đối với An Miên á, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nó cũng là một lời dạy để cho biết rằng nếu mà không có hợp với mình á, mình đừng có sóng đôi, đừng có lại gần, đừng có bày đàn. Nói chung cái từ bày đàn này An Miên thấy rất là đúng bây giờ, đừng có làm bày làm đàn để mà rồi húc nhau, chọi nhau, mà trong khi kết quả nó chẳng ra cái gì hết mà lại gây nghiệp chướng. Còn cái vấn đề đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, như nãy An Miên nói, chỉ là cùng loại, đồng giống. Ngưu là trâu, mã là ngựa. Theo đàn, đàn ngựa, đàn trâu. Đúng, đâu có ai ghét đàn ngựa, đàn trâu, phải không thưa quý vị? Nói đến ngựa với trâu, chúng tôi lại nhớ cái câu gọi là đầu trâu mặt ngựa. Thì, cái sự tích nào, cái câu nào Việt Nam mình cũng có đều cái sự có tích những đằng câu sau. Chuyện. Thì tôi có đọc qua thì nói là đầu trâu mặt ngựa có cái tên là ngưu đầu mã diện, là hai u thần của Diêm Vương. Dạ vâng. Họ không phải là hung thần, họ chỉ là hai người được gác cửa ngay Diêm Vương, người nào xuống sổ, tính sổ ra là đứng hầu bên Diêm Vương để tính tội của người nào là đúng. Bị tội phóng. Ưng Thơ nói đúng đó. Thì ngưu đầu mã diện á, thì theo một cái nghĩa thực sự đó, đó là hai vị tiểu thần ở dưới U Minh, cõi U Minh là cõi của Diêm Vương ngự trị. Mà nó cũng giống như bên đạo Thiên Chúa và các đạo khác là cũng có một cái ngày phán xét và cái tòa án để mà phán xét. Thì Diêm Vương ngồi đó và ngưu đầu mã diện là đứng đó để mà phán xét tội của nhân gian. Nhưng đồng thời đó, người ta có nhiều nơi không gọi ngưu đầu mã diện mà gọi là hắc mặt vô thường, là đi đem linh hồn người ta, thu linh hồn người ta về. Như là Nhật Bản á, họ hay nói là một vị thần màu đen, một vị thần màu trắng đi với nhau. Còn trong chuyện Kiều á, thì cụ Nguyễn Du có dùng, tức là ví lúc mà sai nha đến để mà bắt bớ nhà của Vương Ông đó, thì mới nói là đầu trâu mặt ngựa. Đấy, thì cái đó đó người ta mới nghĩ rằng, thì các cụ ngôn từ là nó bao la và nó có nhiều nghĩa. Thành ra ngưu đầu mã diện cũng tượng trưng cho những thành phần bất hảo, đầu bò, đầu bú, không có biết suy nghĩ, không có tính người, làm những cái hành động giống như là, đây là khía cạnh tối của con trâu con bò, tức là điên. Điên loạn. Vâng, bác sĩ Định, tại sao người ta nói gái 17 mẹ gãy sừng trâu, 17 tuổi con gái nó mạnh lắm không? Là một bác sĩ thì bác sĩ có thể giải thích cái câu này cho Hương Thơ với An Viên không? Mình nghĩ là nói luôn cho các thanh thiếu niên mà bên phái nam luôn ạ. Đúng. Và mình nhớ lúc mà 15, 16, 17 đó, mình hay đi học võ với lại anh bạn học võ nhiều võ lắm. Mình học võ thần rồi, trời ơi. Học thiếu sa trưởng, rồi học thiếu lâm, rồi học tứ tông hết, rồi mua sách về học hồng quyền, rồi lúc đó mình ăn 10 chén cơm đó chị, mà ăn xong rồi mấy thằng bạn nói sao mày ăn nhiều mà mày vẫn lùn thế mà. Thì mình cũng muốn lớn lắm rồi, nhưng mà lúc có cái anh nuôi trí não. anh đó là boyfriend của chị mình, chứ anh Long đó, anh bình cho mình. Anh nói trời ơi, thấy hai bác, thấy bố mẹ đâu có cao đâu mà bắt thằng Định nó phải cao lên. Gen đột biến. cho nên 17 bé gãy sừng trâu, trời ơi lúc đó bạn em á, cái anh chàng bạn chí thân á, nối khố là Trần Hữu Hiệp đó, hắn ta ăn không dưới 10 chén, mỗi lần ăn dưới 10 chén gọi là Hiệp Châu. Tên hắn ta là Hiệp Châu, hắn ta giống như Quách Tĩnh vậy đó, là khỏe như châu mà châu người nước. Chân chất thành là khỏe đó, Quách Tĩnh châu nước đó. Cho nên nhớ thằng bạn thân, chí thân của mình, 50 năm trời làm bạn với nhau, bây giờ vẫn còn có nó, gọi nó thằng Hiệp Châu. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn An Miên. Nhưng mà Hương Thơ ở lứa tuổi đó thì An Miên thấy Hương Thơ cũng hoạt động gọi là mạnh khỏe lắm mà, đâu có thua gì. Thơ lúc nào cũng khỏe chứ không cần 17 tuổi, 71 tuổi chắc người ta cũng khỏe. Vậy là tốt quá rồi đó. Học võ từ lúc nào? Khoảng học võ thì sau này thôi. Nhưng mà ở Việt Nam chơi thể thao từ bé. Vậy tốt. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi một lần nữa xin được tạm ngưng một vài phút, rồi sẽ tiếp tục với những câu chuyện xoay quanh con trâu nhân dịp năm Tân Sửu đến với chúng ta. Xin quý vị tiếp tục theo dõi phần 3.